Trận giao hữu với câu lạc bộ Phú Thọ lúc 3 giờ chiều mai 14 tháng 3 là thuốc thử đầu tiên của U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philippe Jussier. Sau 2 tuần tập luyện, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với câu lạc bộ Phú Thọ vào 3 giờ chiều ngày 14 tháng 3. Đây là màn thử lửa đầu tiên của đội bóng do huấn luyện viên Philippe Jussier dẫn dắt sau quãng thời gian huấn luyện nội bộ không có trận đấu giao hữu nào. Huấn luyện viên Jussier đang xây dựng nền móng cho U23 Việt Nam. Ông chú trọng huấn luyện kỹ thuật cơ bản cho các cầu thủ như chuyền, nhận bóng, tìm kiếm khoảng trống, phối hợp nhóm ở phạm vi hẹp hay trên toàn mặt sân. Nhà cầm quân có biệt danh phù thủy trắng muốn rèn cho học trò từ đầu bởi nhiều cầu thủ mất cảm quan chơi bóng do lâu không được thi đấu. Ông Jussier khẳng định ông đã thấy sự tiến bộ của học trò. Minh chứng là ở buổi tập gần nhất, ông thầy người Pháp hiếm khi phải dừng buổi tập để nhắc nhở học trò như trong những ngày đầu làm việc. U23 Việt Nam đã thực hiện nhuyễn và chính xác hơn các bài tập chuyền bóng 1-2 chạm có phản xạ phối hợp nhanh gọn và sử dụng những đường chuyền ngắn để giải vây thay vì thói quen đá bổng, đá dài. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn cần một bài kiểm tra thực chiến, đối kháng để ông Jussier nhìn thấy rõ năng lực học trò. Có những phẩm chất chỉ bộc lộ trong đấu đối kháng thay vì tập luyện thuần túy. Trước khi chốt đội hình lên đường sang Qatar dự Doha Cup 2023, huấn luyện viên Jussier cần nhìn thấy phẩm chất này của học trò cũng như khát vọng cạnh tranh vị trí của nhóm cầu thủ ông đang có trong tay. Trận gặp câu lạc bộ Phú Thọ, đối thủ vừa tầm đang chơi ở giải hạng nhất vì thế rất quan trọng và cần thiết cho huấn luyện viên Jussier và học trò ở thời điểm này. U23 Việt Nam cần một thuốc thử tiềm năng để rèn giũa chiến thuật cũng như khả năng kiểm soát bóng mà chiến lược gia 68 tuổi cùng học trò đã kiên nhẫn tập luyện trong 2 tuần qua. Ở cuộc so tài với câu lạc bộ Phú Thọ, huấn luyện viên Jussier nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho toàn bộ cầu thủ ông đang có trong tay. Đây là quân số đủ để chia ra 3 đội hình, có thể luân phiên thay nhau đá trong cả trận. Thử nghiệm tối đa quân số, cựu huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản có thể kiểm chứng năng lực cá nhân, lẫn khả năng nắm bắt lối chơi, chiến thuật cũng như gắn kết của từng học trò. U23 Việt Nam sẽ có một bài kiểm tra đủ tốt để đánh giá phần nào chất lượng tập luyện dưới thời huấn luyện viên Jussier. Đây cũng là cơ hội để nhà cầm quân người Pháp cùng học trò tiếp tục sàng lọc những điểm hạn chế và khắc phục trong tuần này trước khi chọn ra danh sách tốt nhất để dự Doha Cup 2023.